bộ phim Nghe nói em thích tôi. Tập 31. Tranh à, bố giấu con là bố không tốt. Con trách thì trách mình bố thôi. Đừng trách Chí Khiêm nhé. Bố, mới đó mà bố đã từ bỏ điều trị. Chúng con thực sự không chấp nhận nổi. Hay chúng ta thử cách khác? Về chuyện này, Chí Khiêm suy nghĩ thấu đáo hơn con. Cách gì nghĩ được cũng đã nghĩ cả rồi. Trong thời gian cuối cùng này, bố chỉ muốn về nhà ở bên mẹ con, nói chuyện, tâm sự với bà ấy, được ăn cơm bà ấy nấu. Nếu bố nói với con sớm hơn, con nhất định sẽ dành thời gian bên bố nhiều hơn. Bố không nói với con vì mỗi lần gặp con, muốn được thấy con cười vui vẻ. Từ khi con còn nhỏ, bố chỉ muốn thấy con được vui cười. Khi con cười, trong lòng bố thấy rất vui. Bác sĩ Nguyễn, bố muốn xin con một điều, được không? Cho bố được về nhà sớm. Cho bố về nhà đi con. Các con, cứ phẫu thuật cho Ninh Tưởng xong đi đã. Đợi ca phẫu thuật kết thúc, con sẽ về thăm bố ngay. Bố đợi tin tốt của con. Chí Khiêm à, bố, giao cho con đấy. Bố yên tâm đi. Hai con cũng phải chú ý nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, nghe chưa? Không có việc gì thì đừng đi lung tung. Được rồi, hai đứa về đi. Con tiễn hai người ra cửa. Các chỉ số của Ninh Tưởng bình thường rồi, có thể phẫu thuật được rồi đấy. Mấy hôm nay bố thế nào? Tinh thần khá tốt. Có lúc còn hát cho mẹ nghe nữa. Anh xem, vịt con cũng bơi ra rồi. Mùa xuân sắp đến rồi đấy. Phải.
Mẹ ơi, mẹ đừng sợ. Con rất dũng cảm. Con là người nhện mà. Ninh tưởng của chúng ta giỏi nhất đúng không nào? Cho con xem cái này. Con xem đây là ai nào? Ninh tưởng, cố lên. Ông nội, ông bà ở nhà đợi cháu. Bà nội. Ninh tưởng à, bà ngoại bảo rồi. Bà ngoại, ông ngoại đợi cháu về, ông ngoại đánh cờ với cháu. Bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho cháu nhé. Ninh tưởng à, cháu ngoại của cậu, cố lên nhé. Cậu, cậu ở trường quay cổ vũ cho cháu này. Bác hai của con này, cố lên. Bác hai. Ninh tưởng à, anh là anh Vĩ Lâm đây. Tiết Vĩ Lâm xuất hiện rồi. Đợi em khỏi rồi, anh đưa em đến khu vui chơi. Cố lên. Xin chào Ninh Tưởng. Cô Đàm Nhã, còn nhớ cô không? Cố lên, con nhận ra chú Trình không? Còn cô nữa, chú Trình, cô Đinh. Cố lên nhớ Ninh Tưởng. Con có vui không? Bao nhiêu người đang ở bên con đấy, phải không? Bố ơi, bố đừng sợ. Bố không sợ. Bố sẽ luôn ở bên con. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ không khóc mà. Mẹ đợi con khỏe lại. Được không? Cố lên. Thầy Lưu, nhờ thầy đấy. Hôm nay trời đẹp lắm. Ánh nắng rực rỡ. Nào, chúng ta ở đây tắm nắng nhé. Bổ sung canxi. Ông xem, chim đang hót liên hồi này. Dạo này cây cối mọc xanh tốt lắm. Tốt thật. Đứa bé còn nhỏ, ca phẫu thuật này rất khó. Có thể thời gian phẫu thuật kéo dài, có thể sẽ mất máu. Chuẩn bị được bao nhiêu máu rồi? 400ml hồng cầu. Chuẩn bị thêm 400ml nữa. Vâng, để tôi đi báo cho kho máu. Chủ nhiệm Lưu lo đứa bé còn nhỏ, thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài. Bảo là chuẩn bị thêm 400ml máu nữa. Huyết áp của bệnh nhân giảm bao nhiêu? 80, 50, nhịp tim 55. Đừng nóng vội, đừng căng thẳng, từ từ.
400ml cần thêm đây rồi. Nào, chúng ta cùng xem ảnh của Lưu Tranh nhé. Nào, ông xem, hồi nhỏ con bé dễ thương chưa này. Ông đấy, lúc nào cũng nâng niu, yêu thương con gái, coi nó như báu vật vậy. Ông coi con trai như con kẻ vậy. Không biết là ca phẫu thuật của Ninh Tưởng thế nào rồi. Từ sáng đến giờ tôi lo lắng lắm. Kiến Trung à, tôi đi lấy cho ông cốc nước nhé. Cháu à, ván cờ của ông không thể lật ngược tình thế được nữa rồi. Ván cờ của cháu vẫn có thể đánh tiếp. Nào, uống nước đi. Tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Tiếp theo cô làm đi. Đừng căng thẳng, tôi sẽ hỗ trợ cô. Kim Khâu, đứa bé này cũng may mắn đấy. Sát trùng, đứa bé này gặp được cậu là phúc của nó. Thầy Lưu, vất vả rồi.
Chúng ta dọa họ một chút nhé. Chào mọi người, tôi và bác sĩ Đinh đã được điều từ khoa truyền nhiễm về khoa ta. Từ hôm nay chúng tôi chính thức quay lại làm việc. Hoan nghênh. Đợi chút, hai người đã xét nghiệm Covid chưa? Đương nhiên, trong tuần này đã làm 3 lần rồi. Tôi nghĩ để đảm bảo an toàn cho mọi người, cho hai người cách ly chung thêm 10 ngày nữa đi. Có lý lắm, đồng ý. Vô cùng có lý, không cần đâu. Không cần đâu. Hai người đã cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu ở khoa truyền nhiễm một tháng mà không khiến ngọn lửa tình yêu bùng cháy trở lại sao? Cái này đương nhiên là không. Bác sĩ Đinh ngại rồi. Chắc chắn là có chứ. Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi vai em đi. Làm việc nào. Chạy mau, chạy mau. Tôi xét nghiệm Covid rồi, không sao mà. Hôm nay được ra viện, con vui không? Dạ vui. Con muốn đi đạp xe cùng bố mẹ. Mẹ nào? Mẹ và cả mẹ nữa. Hai người mẹ. Sao ông nội không đến ạ? Ông nội đang nấu cơm cho con. Sao ông ngoại không đến ạ? Con muốn học chơi cờ tướng với ông ngoại. Để hôm nào bố sẽ dạy con nhé. Tôi qua thăm nhà mẹ cô nhé. Sau này hai mẹ con định thế nào? Tôi sẽ ở lại Giang Châu cùng hai người chăm sóc Ninh Tưởng. Tốt quá. Sau này bố mẹ có thể ở bên con rồi. Mọi người dừng công việc một chút. Tôi thông báo với mọi người một việc quan trọng. Sắp tới, Giang Châu sẽ chọn ra một đội sang châu Phi để viện trợ y tế. Các bệnh viện lớn sẽ huy động bác sĩ. Đây là đơn đăng ký. Ai muốn đi đến chỗ tôi lấy. Sao, anh muốn đi không? Đi. Tôi cũng muốn đi, nhưng mẹ tôi không cho. Tôi phù hợp mà. Hay là hai người đi đi. Đi đi. Bác sĩ Nguyễn, tôi đợi cô mãi. Nào,
Cậu sao thế hả? Cậu đến mà không nói với mình một câu. Mình cố ý không bảo cậu đấy. Đây, cho cô một cái. Cảm ơn chủ nhiệm Ninh. Đi gửi hành lý đi. Được. Nào, mọi người tập hợp đi. Chúng ta chụp chung kiểu ảnh nhé. Nào nào, nào, đứng vào giữa đi. Nào, anh đứng đây. Nào, tôi hô 1, 2, 3. Mọi người hô Trung Quốc cố lên nhé. Được, nào chuẩn bị. 1, 2, 3. Trung Quốc cố lên. Mình ngại không dám nói với cậu. Đây là lần đầu tiên mình ra nước ngoài. Mình biết, vừa ra trường là mình vào Bắc Nhã. Số ngày nghỉ trong năm của mình đếm trên đầu ngón tay, làm gì có thời gian. Chắc chắn chuyến đi đến châu Phi của cậu lần này sẽ có thu hoạch lớn. Bác sĩ Ải, bác sĩ Ải. Không nhận ra Tiểu Ải hả? Vâng, trùng hợp quá. Sau khi đến châu Phi, cậu phải chụp ảnh thật đẹp cho mình nhé. Chụp đẹp vào đấy. Anh khỏe không? Tôi khỏe, người anh em. Rất vui được gặp anh. Xin chào. Chào Jeff. Bác sĩ Nguyễn. Anh đến từ bao giờ thế? Cô chú đáo quá. Cô khỏe không? Tôi khỏe. Chào mừng cô đến đây lần nữa. Xin chào. Nào lên xe đi. Xin chào. Xin chào. Ninh, đã lâu không gặp rồi. Xin chào Simon. Xin chào Simon, đã lâu không gặp. Xin chào. Đã lâu không gặp. Rất vui được gặp cô, tôi là Đàm Nhã. Xin chào. Rất vui được gặp cô. Chào mừng đến với bệnh viện Dyer. Chúng ta đi nào, đi theo tôi. Phòng 3 người hả? Liêu Tranh, từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ chúng ta chưa ở ký túc xá bao giờ nhỉ? Thế thì sao? Thế thì chúng ta ở một nơi xa xôi thế này, có thể chăm sóc lẫn nhau. Phải đấy, bác sĩ Ải. Trước đây ở bệnh viện chúng ta khác khoa, chưa có thời gian trò chuyện. Lần này tốt rồi, chúng ta có thể trò chuyện thâu đêm. Thói quen cá nhân của tôi là thích yên tĩnh. Tôi không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói. Thế nên lúc tôi ở đây, mong hai người cố gắng giữ yên lặng. Cảm ơn. Chúng ta tôn trọng thói quen sinh hoạt của nhau. Bác sĩ Ải, trước đây cô từng đến đây rồi phải không? Tôi vừa nói rồi, tôi không thích nói chuyện. Cậu chọn giường nào? Gì cũng được, cậu chọn đi. Thế thì cậu ở giường này, mình ở giường kia, được không? Bác sĩ Nguyễn, hôm nay xử lý trước mấy trường hợp khẩn cấp. Em thu xếp đi, 3 ca. Sao, có vấn đề gì không? Đương nhiên là không vấn đề gì. Thấy nhiều bệnh nhân không có giường, em còn muốn một ngày 5 ca phẫu thuật đấy. Có tiến bộ. Cần cắt bên trái không? Đừng vội, đợi chút. Bác sĩ Ninh. Jeff, sao thế? Có một sản phụ được đưa đến khoa sản. Cô ấy khó sinh. Sao anh không đi tìm Simon? Simon đang không ở đây. Simon nói cô ấy không có ở bệnh viện thì anh sẽ phụ trách. Sản phụ đó mất rất nhiều máu. Anh hãy đến giúp cô ấy đi. Bác sĩ Nguyễn, em đi đi. Ở đây giao cho anh. Em ư? Em không biết đỡ đẻ. Hồi đào tạo có qua khoa sản rồi phải không? Em có ở đấy nhưng chưa bao giờ hộ sinh một mình. Em là phụ nữ không có nghĩa đương nhiên là biết đỡ đẻ. Anh không có ý đó. Dù gì đó cũng là hai mạng người. Xem em có muốn cứu hay không thôi. Xin cô, hãy giúp cô ấy.
Mời đi theo tôi. Sao rồi, thuận lợi chứ? Đương nhiên. Trai hay gái vậy? Con trai. Thế nên tiềm năng của con người có thể khai quật được. Còn sức không? Làm gì? Đi thôi, anh đưa em đến nơi này. Sao lại đưa em đến đây? Ngày trước anh thường tắm ở đây. Không tắm trong phòng hả? Trong phòng không được ngắm sao? Ở đây có thể vừa tắm vừa ngắm sao? Đi, anh đưa em đi hái sao? Anh đúng là luôn gây bất ngờ cho người khác. Lúc mẹ anh mất, anh cũng không thể ở bên bà. Thế nên anh nghĩ có thể thường xuyên về đây thăm mẹ. Tuy em và mẹ anh mới gặp nhau một lần, nhưng lần đó hai người trò chuyện rất vui vẻ, cũng tâm sự rất nhiều. Trong mắt em, mẹ anh thực sự là người rất có sức hút, hơn nữa là một bác sĩ rất giỏi. Bà còn nói ngày hôm sau sẽ đi châu Phi. Chính là lần đó. Mẹ anh rất thích em. Tuy hai người mới gặp nhau một lần, nhưng mẹ đã nói với anh rất nhiều lần. Lại bắn nhau rồi. Lần này không biết lại có bao nhiêu người chết và bị thương đây. Đúng rồi, bên bệnh viện quốc tế, hệ thống y tế sắp sụp đổ rồi. Họ đang điều động các bác sĩ phẫu thuật từ khắp thế giới. Anh muốn qua đó chi viện. Em đi với anh. Em đừng đi, bên đó nguy hiểm lắm. Em cứ làm tốt công tác của mình đi. Vậy bao giờ anh đi? Anh đã đăng ký rồi. Mấy ngày tới thôi. Cứu với! Cứu chúng tôi với! Mau lên! Cứu với! Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Đang lo lắng cho Ninh Chí Khiêm phải không? Chiều nay phía bệnh viện quốc tế lại xảy ra một trận chiến, rất nhiều nhân viên thương vong. Chúng ta đã bị đứt liên lạc với bên đó, làm sao cô biết? Trước đây tôi từng đến đây ở, có không ít bạn bè ở đây. Có cách nào để liên lạc với thầy Ninh được không? Giờ chúng ta chỉ có thể đợi thông tin liên lạc được khôi phục. Bao giờ mới khôi phục được chứ? Sao cô chưa ngủ? Ngày mai còn phải phẫu thuật đấy. Cô cũng chưa ngủ đó thôi. Giờ cô dám cãi lại tôi rồi à? Tôi cùng khóa với thầy Ninh của cô đấy. Thầy Ninh dạy cô thế nào hả? Cô là bác sĩ, phải chăm sóc tốt cho bản thân đã, rồi mới có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Đi ngủ đi. Ngủ ngon.
Mẹ mang căn cước công dân chưa? Mang sạc điện thoại chưa? Mang theo rồi, nói nhiều quá. Chúng ta đi chơi mất mấy ngày đấy, còn không mau đi tạm biệt Tiểu Trinh đi. Mẹ em bảo em tạm biệt anh. Mẹ em đang nhìn đấy, không thấy đâu. Nếu em nhớ anh, nhắn tin cho anh ngay nhé. Anh chưa trả lời được ngay thì chắc chắn là đang phẫu thuật. Em biết rồi. Ngoan quá. Không được gây chuyện ở bên ngoài. Rồng mà mắc cạn tôm dẫn mặt đấy. Không đâu. Nghe lời ghê. Mang kem chống nắng chưa? Em mang rồi, mang mấy tuyết luôn, anh yên tâm. Mang rồi à? Em đi được chưa? Lên xe đi. Cô à, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Hôm nay làm phiền cháu rồi, Tiểu Trình. Hôm nay làm phiền anh rồi, Tiểu Trình. Không phiền đâu cô. Đợi lúc mẹ con cô về nên gọi cháu là chủ nhiệm Trình phải không? Cô à, cô cứ gọi cháu là Tiểu Trình nghe quen hơn ạ. Viện viện, chăm sóc cho cô và bản thân em nhé. Em biết rồi, nhiều lời quá. Mau đóng cửa đi. Tiểu Trình này trừ việc ra thế hơi kém, còn lại cái gì cũng tốt. Đặc biệt là chuyện nó nghe lời con. Mẹ hài lòng nhất điểm này đấy. Một vụ tai nạn sạt lở đất tại giải vô địch đua xe đạp quốc gia đã khiến nhiều người tham gia bị thương, trong đó có nhà vô địch quốc gia Nhiếp Tinh. Bố của Nhiếp Tinh cho biết Nhiếp Tinh bị va đập ở đầu. Anh ấy đã hôn mê từ khi trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện địa phương ở Thụy Ninh, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình là như vậy đấy. Mọi người cùng thảo luận xem có đồng ý tiếp nhận ca của Nhiếp Tinh không. Vào đi. Nào nào, mau ngồi đi. Giờ cậu phụ trách khu phòng bệnh số 3 của khoa ngoại thần kinh. Có một sự việc đột xuất cần bàn với cậu. Cậu đã nghe tin tức về vận động viên đua xe đạp tên là Nhiếp Tinh chưa? Tôi nghe nói rồi. Vậy tôi nói ngắn gọn nhé. Trong khi đang thi đấu đạp xe, Nhiếp Tinh bị đá sạt lở rơi vào đầu, bị thương nặng. Sáng nay bệnh viện Thụy Ninh đã liên lạc khẩn cấp với chúng ta. Hy vọng ta có thể tiếp nhận trường hợp của Nhiếp Tinh để cậu ấy chuyển vào viện của chúng ta. Đây là bệnh án chi tiết. Chỗ cậu cũng có đấy. Viện phó Đinh, chúng ta cần thận trọng về việc có tiếp nhận Nhiếp Tinh hay không. Dù gì giới truyền thông cả nước đang vô cùng quan tâm đến chuyện này. Nếu chúng ta không chắc chắn 100%, tôi kiến nghị không nên nhận. Trong y học vốn chẳng có gì là chắc chắn 100% cả. Khoa ngoại thần kinh của Bắc Nhã có tiếng trên cả nước. Dù là kỹ thuật, thiết bị, nhân tài đều đạt chất lượng hàng đầu. Nếu Bắc Nhã có thể cứu được, chúng ta phải nêu cao tinh thần y học và nỗ lực hết sức để cứu bệnh nhân. Nếu giờ có Ninh Chí Khiêm ở đây thì tôi sẽ yên tâm hơn. Ý kiến của tôi là đừng đem danh tiếng của Bắc Nhã ra để mạo hiểm. Tiểu Trình, tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi muốn nghiên cứu bệnh án kỹ hơn. Tôi phải về họp và thảo luận với các bác sĩ khác của khoa. Cũng được, chuyện này phải vô cùng thận trọng. Tôi đợi tin của cậu. Đây là ảnh chụp CT não bộ của tay đua xe Nhiếp Tinh. Sau khi anh ta nhập viện, CT cho thấy gãy xương sọ, dập não, xuất huyết nội sọ, gây tăng áp lực nội sọ và thoát vị não. Sau khi được mở sọ lấy máu tụ và mổ giải ép sọ, bệnh nhân đã hôn mê sâu và có diễn biến nhiễm trùng phổi. Bác sĩ Bạch, lĩnh vực chính của cậu là chấn thương sọ não. Cậu nói trước đi. Chúng ta xem CT trước nhé. Phạm vi phẫu thuật giải ép sọ rõ ràng là chưa đủ. Thứ hai, anh ấy đang bị tăng huyết áp nội sọ nặng, thoát vị não và nhiễm trùng phổi. Chúng ta có thể cho anh ấy phẫu thuật lần thứ hai để mở rộng phạm vi giải nén hộp sọ. Nhưng làm như vậy, rủi ro phẫu thuật vô cùng cao. Chúng ta còn phải xét đến một vấn đề. Nếu chuyển viện từ Thụy Ninh đến Giang Châu, phải mất thời gian ít nhất là 2,5 tiếng trên đường đi. Nếu bệnh nhân gặp vấn đề trên đường thì phải làm sao? Nếu chúng ta đồng ý chuyển viện, Thụy Ninh sẽ phái nhân viên y tế đi cùng. Giờ chúng ta đặt giả thiết,
Nhất tinh chuyển viện thành công, chúng ta vẫn phải đối mặt với những vấn đề y hệt như bên Thụy Ninh đang gặp. Không phẫu thuật lần hai cho anh ấy, chứng tăng huyết áp nội sọ của anh ấy không thể giảm bớt. Kết cục của bệnh nhân quá dễ thấy rồi. Nếu chúng ta phẫu thuật lần hai cho anh ấy, rủi ro trong ca phẫu thuật rất cao. Vậy là cả hai con đường đều khó khăn. Vào đi. Viện Pháo Đinh, về trường hợp của Nhất Tinh, các cậu thảo luận đến đâu rồi? Chúng tôi không chắc chắn hoàn toàn. Tôi nghĩ không nên tiếp nhận ca của Nhất Tinh. Alo, viện phó. Bệnh viện Thụy Ninh gọi đến. Anh muốn nối máy không? Tôi tránh đi một lát nhé, viện Pháo Đinh. Cậu nghe đi. Lĩnh vực chuyên môn của cậu, cậu giải thích sẽ có sức thuyết phục hơn. Một việc lớn như vậy sao mà tôi quyết định được? Cậu không dám nghe điện thoại phải không? Nối máy qua đây. Vâng. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Thụy Ninh. Chào anh. Tôi là Trình Châu Vũ, bác sĩ của bệnh viện Bắc Nhã. Chúng tôi đã họp và thảo luận về tình trạng của Nhất Tinh. Chúng tôi đều cho rằng vết thương của anh ấy quá nặng, không nên chuyển viện. Chúng tôi đề nghị nên cố gắng kiểm soát tình trạng viêm phổi, đồng thời nhanh chóng phẫu thuật mở sọ lần hai để mở rộng phạm vi giải nén hộp sọ. Bệnh viện Bắc Nhã có kinh nghiệm với những ca bệnh này hơn chúng tôi. Anh có thể cân nhắc kỹ hơn được không? Không phải, chuyện này rủi ro rất cao. Lỡ trên đường chuyển viện xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều không chịu nổi trách nhiệm đúng không? Xin hỏi cậu là người bên bệnh viện Bắc Nhã sao? Tôi là bố của Nhất Tinh. Chào chú, tôi là Trình Châu Vũ của khoa ngoại thần kinh Bắc Nhã. Bác sĩ Trình, Bắc Nhã là tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Xin cậu hãy nghĩ cách cứu con trai tôi với. Chú Nhiếp, tôi rất hiểu tâm trạng của chú. Nhưng quả thực chúng tôi không làm được. Tôi khuyên chú nên mau liên lạc với các bệnh viện lớn hơn. Chỉ cần các cậu chịu nhận Nhiếp Tinh, kết quả thế nào gia đình tôi cũng chấp nhận. Xin mọi người đừng bỏ rơi nó. Chúng ta phải thử một lần. Xin mọi người đấy. Vậy tôi sẽ thử xem sao. Tiểu Đinh, Trình Châu Vũ, anh muốn nổi tiếng đến điên rồi à? Anh không biết đang là thời điểm quan trọng để bầu lên trước sao? Anh thể hiện bản thân gì chứ? Em biết chuyện Nhất Tinh rồi à? Ai nói với em thế? Anh không cần biết ai nói với em. Bố em nhiệt tình thế thôi. Ông không hiểu về chuyên ngành. Anh là chuyên gia về mặt này. Lẽ nào anh không biết tình hình hiện tại của Nhất Tinh là 10 phần chết 9 sao? Em cũng nói rồi đấy, vẫn còn một phần cơ hội sống. Hồi trước anh lo công danh sống thực dụng lắm còn gì. Sao giờ anh lại ngây thơ thế chứ? Nhất Tinh là tay đua xe đạp số 1 trong nước. Nếu anh ta chết trên bàn phẫu thuật của anh biết chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thế nào không? Anh chỉ biết nếu Chí Khiêm ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu Nhất Tinh. Nhưng anh không phải là anh ấy. Đúng, anh không phải là Ninh Chí Khiêm. Nhưng anh cũng là một bác sĩ. Không nói nữa. Ai phụ trách vậy? Tôi là Trình Châu Vũ. Anh ấy ngừng thở rồi, nhịp tim rất yếu. Đưa vào ICU nối máy thở đi. Được. Bên này, bên này. Chào cậu, cậu là bác sĩ Trình Châu Vũ phải không? Tôi đây. Xin chào, tôi là bố của Nhất Tinh. Chào chú. Bác sĩ Trình, vô cùng cảm ơn cậu đã giúp đỡ khi chúng tôi tuyệt vọng. Thế nên nếu cần thiết, cậu không cần sự đồng ý của tôi. Mục tiêu của tôi là cứu sống được con trai tôi. Bất kể là dùng cách gì, bác sĩ Trình xin cậu đấy. Chú yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức.